Công ty cổ phần Oriskin đã giới thiệu bộ đôi dòng sản phẩm trong uống ngoài thoa giúp hỗ trợ cho chị em phụ nữ trong việc điều trị nám, tàn nhang, gồm viên uống Ori Beauty và kem trị nám Oriskin Melasma Whitening Cream. Với hơn 40 năm nghiên cứu về y học cổ truyền, Lương Y Nguyễn Công Đức, giảng viên khoa y học cổ truyền Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, đã nghiên cứu và cho ra đời viên uống Ori Beauty, được chiết xuất thành phần từ đông trùng hạ thảo, nhân sâm, chùm ngây, đương quy, thiên hoa phấn, giúp làn da trở nên trắng sáng hồng, hạn chế quá trình lão hóa da. Sản phẩm kem trị nám Oriskin Melasma Whitening Cream được sản xuất trên nền tảng công nghệ nano liposome và nguyên liệu được nhập từ Nhật Bản, có chứa các thành phần quý như tinh chất nọc ong giúp kích thích collagen phục hồi tế bào da, dịch nhầy ốc sên giúp ngăn ngừa tia UV và chống lão hóa, tẩy tế bào chết cho da. Sau hơn 3 năm hoạt động, mỹ phẩm Oriskin đã có mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước.